vang bay đàn đò văn tình mời Phật thánh này đã từ chung quả thực dâng lên bấm đăng tràng quả thực dâng lên lòng tin con thịnh đức chúa tiên đi ra tinh bài đệ nhất thiên kiền thanh vân công chùa sẽ đoàn là mẫu tử nỗi xa nhiệt và dưới mong muốn chư Phật hài hồi thất giao văn tỷ sư kế tử vân thành ý vương ngân chư Phật tiền toàn vân nam mô vân cái Bồ Tát Ma Tát nam mô vân cái Bồ Tát xưa mẫu ngư nghi trong đền vì sau nóng sơ chiến tan hai ngàn lô nhiệt minh lương xa xô thủ một lương vô hương mà rồi đắp thanh đường chỉ tâm kiếm được nhân xu miên thập phương làm bồ vân cái Bồ Tát A Tát làm bồ vân cái Bồ Tát A Tát làm bồ vân cái Bồ Tát sẽ loan thành xa sư tòa thoại cũ dưới đỉnh chân ngang xài thoát cứu cứu kịp làm đài đình đài bi làm bồ vân cái Bồ Tát Ma Tát làm bồ vân cái Bồ Tát Ma Tát làm bồ vân cái Bồ Tát Ma Tát làm bồ vân cái Bồ Tát xin lên ra ôi có lệnh trên xa đức công trần triều có lệnh trên ra quân quan thủy bộ cùng đà chư sinh
tràn khai cuồng thập vì nhiều quang biên diêu tự dung ngã tích đáng cùng giảng tìm phục hoàng tất cần thánh chư thiên dung xuân xa ân từ bi bận chúng sinh cùng cả kim kinh đi kim hoàng tân cần khai quang chiếu tự dung tây có dư 3.000 tây có dư 900 đào mùa thanh tổ duyên ban quan kỳ cứu trợ nhân gian tam
truyền thiên hạ ứng miền ba vị tiên thánh sáng lâm độ đời dân sơn tình là lời sở tài thích một người khi khai khôn ngoan bộ phó cho chúc phục sự đẹp nhãn mỹ Thank you.
nhớ khi xưa thành tổ đời lễ một người con gái thôn quê xíu hiền sống âm thầm thờ cha kính mẹ gặp đường thầy quỳ cốt tiền sinh một đời mà phúc cứu dân. Số đẹp là sao?
đời đời giàu sang. Thank you.
ngâm nghi thao chính nghi quán quê nhà xin xa tiếng chúa đừng bậc nghi đệ từ ngày xưa khai thiên lập địa tiên chúa và ngự đất lập thao rút sơn thoát cảnh đói nghèo buồn sơn khi nhớ lập đền thờ khói bái đề hùng thường ngang lên một bữa tòa tiêu thụ nhã nhã hát vang thì đồng tiên bốn thuật nhà dâng lên tam bảo vui mừng đồ dâng lên đồ chỉ người mai sai đô chiều cung là ngần lang ai bốn dòng sơn sang tình tình hay mang chút mang sang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sinh nghi quán quê nhà, sinh xa thiên chúa đứng đứng bậc nhìn về ta. Từ ngày xưa khi khai thiên lập địa, tiến chúa bà ngự đất đất lâm thao giúp dân thoát cảnh đói nghèo.
Tiếng nó đẹp lắm.
bốn trăm người. Thank you.
phương xanh tiền đất nước soi chuyện sử xanh sinh nhà họ Vũ một nữ cảnh nghi.
độc sao lắm về đền đây càng nhiều, dù ban cho dài nhất sang yêu công độc cho nhiều lớn lắm ngoài năm xưa. Tâm hồn này